nới lại và làm nhiều lên. Một, có kẻ mồm miệng lúc nào cũng ra giả kêu người ta phải làm cái này làm cái kia để tu thân nhưng chính mình lại sống trả ra cái gì. Hai, lễ phép và biết điều là những bài học đầu tiên bạn cần tu nhuần nhuyễn trước khi muốn làm cái gì đó to tát hơn ở đời. Ba, nên biết rằng ba cái trò su nịnh lèo mép có thể giúp bạn nhất thời đạt được cái lợi nhưng mãi mãi chẳng có được những giá trị chân thành. Bốn, cuộc đời này không thiếu những điều bất ngờ, vậy nên đừng hoảng hốt nếu một ngày bị chính người mình nghĩ là thân thiết đâm sau lưng. Cũng thường thôi, cuộc sống mà. 5. Trước khi đi xỉa sói, phán xét ai đó, hãy soi gương và nhìn lại bản thân mình trước đã. 6. Bạn không đau nỗi đau của họ, không sống cuộc đời của họ, thì làm ơn hãy ngậm miệng lại và làm tốt việc của bản thân đi, bớt sân si. 7. Tu cái miệng cho bớt khẩu nghiệp, vì đôi khi vài câu nói của bạn cũng đủ lấy đi một mạng người. 8. Để không tự mình chuốc lấy thất vọng thì đừng tin tưởng, đừng kỳ vọng quá nhiều vào bất cứ mối quan hệ nào. Mọi sự đều có chu kỳ của nó, hết một chu kỳ là hết duyên. 9. Muốn cái gì thì lao vào mà làm, đừng ngồi ăn bánh vẽ nữa. Bất lý thuyết lại, thực hành đi,